Chào bạn, hiện tại mình đang có trên tay là chiếc Realme C53, một sản phẩm rất là mới đến từ Realme các bạn. Chuẩn bị được mở bán trong thời gian sắp tới tại Thế Động mà ha. Thì chiếc Realme C53 này, cái ấn tượng đầu tiên đó là cái mặt lưng các bạn. Mặt lưng ánh kim vàng lấp lánh luôn, như kim tuyến các bạn. Rất là bắt mắt và màu sắc rất là đẹp luôn. Cực kỳ đẹp các bạn ha, với thiết kế cái cam nhìn cũng rất là cân xứng và đẹp luôn. Rồi thì không nói nhiều, chúng ta sẽ đi vào cái màn hình của Realme C53 các bạn ha. C53 này sẽ có màn hình với độ rộng 6,74 inch, màn hình rất là to luôn mà, nhìn màn hình đã mắt luôn, cực kỳ to luôn. Rất thích hợp cho khách hàng thích những cái kiểu máy màn hình to vậy ha. Và cái viền các bạn nhìn thấy cũng tương đối mỏng, nó chỉ có cái viền dưới này hơi dày xíu thôi ha. Thì Realme C53 này sẽ có độ phân giải màn hình là HD cộng, với công nghệ màn hình ở đây là công nghệ màn hình IPS LCD. Mặt kính trên máy là kính cường lực Panda, được tích hợp mặt kính cường lực Panda trên chiếc máy này các bạn ha. Rồi về camera thì chúng ta sẽ có camera selfie phía trước trên Realme C53 này, là selfie với độ phân giải là 8 megapixel. Thì với camera 8 megapixel này nó vẫn hỗ trợ các bạn chụp selfie xóa phông trên máy vẫn bình thường nha. Rồi về camera phía sau thì chúng ta sẽ có cụm hai camera phía sau các bạn, với camera chính là 50 megapixel và một camera phụ là độ phân giải là 0,08 m. Và ở đây là cái đèn led nha các bạn ha, cái đèn led của camera, nhưng mà được thiết kế trong cái khung rất là đẹp luôn bạn, nhìn cân xứng với mặt lưng cực kỳ đẹp ha. Thì với ba camera phía sau này nó sẽ có những tính năng chụp ảnh như các bạn chụp độ phân giải nè, bộ lọc màu nè, chụp toàn cảnh, quay chậm và xóa phông. Realme C53 này sẽ được trang bị trên máy là trang bị con chip Unisoc Tiger T612, con chip tương đối ổn định ha, cũng không quá mạnh các bạn. Android thì C53 này sẽ được trang bị Android là Android 13, Android mới nhất. RAM trên máy là RAM 6GB và sẽ được mở rộng thêm 4GB. Các bạn sẽ được mở rộng RAM 4GB, tức là sẽ được tối đa là 10GB RAM trên chiếc C53 này. Bộ nhớ máy là 128GB. Con này thì nó hỗ trợ tối đa là công nghệ 4G các bạn nha. C53 này sẽ được trang bị viên pin là viên pin 5000 và hỗ trợ các bạn sạc nhanh 33W, sạc Superbox 33W. Quá ngon luôn. Trong phân khúc giá rẻ mà được sạc Superbox luôn bạn. Máy này sẽ được trang bị là mở khóa vân tay bằng cạnh viền ha. Nó sẽ cạnh viền đây, nút nguồn các bạn, nó sẽ trực tiếp lên đây luôn. Máy thì sẽ được thiết kế nguyên khối. Khung và cái mặt lưng này đều bằng nhựa các bạn nha. Khung máy và mặt lưng bằng nhựa, nhưng mà các bạn sẽ được thấy thiết kế rất là tinh tế và đẹp luôn. Nói chung là màu vàng này rất là đẹp. 53 này nó sẽ có một cái phiên bản là màu đen các bạn. Màu đen các bạn nghiêng cũng sẽ thấy như kim tuyến vậy bạn, khá là đẹp ha. Nói chung là hai màu sắc của C53 này rất là đẹp, màu vàng và màu đen đều rất là đẹp. Rồi C53 này hiện tại các bạn mua thì nó sẽ có kèm theo cho các bạn một cái ốp lưng dẻo ha, que chọt sim, khách hướng dẫn, củ sạc Superbox 33W và cổng cáp sạc Type-C ha. Rồi thì mình vừa giới thiệu cho các bạn sơ lược về chiếc Realme C53. Các bạn có thắc mắc gì cứ lại comment bên dưới nha, mình sẽ phản hồi các bạn lại sau. Bye bye.